Vâng, xin chào tất cả bạn quay trở lại với Cuộc Sống Cao. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với các bạn một cái cây thuốc, đó chính là cây mã đề. Và với những cái kinh nghiệm dân gian ở địa phương chúng tôi, kết hợp với lại một số những cái tài liệu y học, thì tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái hình ảnh cũng như là một số những cái thông tin về cái cây mã đề này. Tới hôm nay thì trời khá là nắng. Đây chính là cây mã đề này các bạn này. Cây này thì các bạn thấy đây, hoa của nó đây. Đó. Cái cây này là một cây sử dụng làm thuốc rất là tốt này. Đây, nó có rất là nhiều công dụng. Có thể là nhiều bạn chúng ta đã biết đến cây mã đề rồi và biết đến cái công dụng của cây mã đề rồi. Tuy nhiên rằng là có rất là nhiều người chúng ta không biết đến cây mã đề này và không biết là nó dùng để làm cái gì. Thì hôm nay, cái clip hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Và cây này thì đặc điểm của cây mã đề này các bạn có thể thấy là có thân của nó rất là ngắn, nó toàn mọc sắt ở dưới đất thôi. Đấy. Và lá thì mọc ở dưới gốc này các bạn này. Đấy, lá của nó này mọc ở dưới gốc này. Và cuống thì nó khá là dài. Đây các bạn thấy cuống lá nó khá là dài. Đấy, và rộng. Đây các bạn, dài và tương đối là rộng đây. Đấy. Và lá thì là hình trứng, hay còn gọi là hình giống như thìa đấy các bạn. Đây. Các bạn thấy giống thìa chưa ạ? Đây. Đấy, và cái cây này thì thường hay mọc theo mọc thành nhóm nhiều cây. Đấy, các bạn có thể thấy là xung quanh đây. Đó, chi chít chi chít. Đây là cây mã đề này. Đây là một cái cây mà nó có rất là nhiều công dụng chữa bệnh rất tốt, và chúng ta có thể uống thay trà hàng ngày nhé. Chúng ta có thể sắc để mà uống thay trà hàng ngày, nó rất tốt. Nó thông lợi, thông tiểu, cũng rất tuyệt vời. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn biết một số những cái công dụng của cây mã đề này, cũng như là một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây mã đề này. Cái thứ nhất, những cái trường hợp mà bị viêm cầu thận cấp tính ấy, thì chúng ta sử dụng cái cây mã đề này khoảng 16 gram kết hợp với lại 12 gram đại táo và kết hợp với lại 8 gram mộc thông, đó, 6 gram gừng. Tất cả các bạn cộng lại, các bạn sắc uống một ngày một thang. Đấy. Và cái thứ hai, những cái trường hợp mà bị viêm cầu thận mãn tính ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây mã đề này 16 gram này, phục linh 12 gram, hoàng bá 12 gram, rễ cỏ chanh 12 gram, đấy, hoàng liên 12 gram. Đấy, và tất cả các bạn kết hợp lại với nhau, các bạn sắc uống một ngày một thang. Đó. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà bị viêm bằng quang cấp tính ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cây mã đề này 16 gram với hoàng liên 12 gram, phục linh 12 gram, hoàng bá 12 gram, rễ cỏ chanh 12 gram, kết hợp lại sắc uống một ngày một thang, nó cũng cho hiệu quả rất tốt. Và ngoài ra thì nó còn điều trị viêm đường tiết niệu cấp này. Đấy, thì lấy cây mã đề này 15 gram với lại bồ công anh. Đấy, bồ công anh 15 gram, bồ công anh thì chắc là nhiều bạn biết rồi. Và hoàng cầm 15 gram. Đấy, kim tiền thảo 15 gram và cỏ nhọn nồi 20 gram. Đấy, tất cả các bạn dùng để sắc uống, uống 10 ngày liên tục thì nó có thể điều trị cái viêm đường tiết niệu cấp. Và một cái nữa, cái cây mã đề này nó còn có tác dụng điều trị sỏi bàng quang nhé các bạn. Các bạn lấy khoảng 30 gram cái cây mã đề này, đấy, kết hợp với lại khoảng 30 gram cái cây kim tiền thảo, mỗi ngày sắc một thang uống 2 lần và uống liên tục trong thời gian từ 5 đến 7 ngày thì nó cho hiệu quả rất rõ rệt. Đấy, đấy là cái mà chữa cái viêm sỏi bàng quang đấy. Ngoài ra thì nó còn có chữa sỏi đường tiết niệu này, các bạn lấy cái cây mã đề này 20 gram kết hợp với lại rễ cỏ chanh 20 gram, kim tiền thảo 30 gram, ba loại này các bạn sắc uống mỗi ngày một thang, hoặc là các bạn hãm uống giống như là uống trà ấy, các bạn uống nhiều lần trong ngày thì nó cũng có thể là trị được cái sỏi đường tiết niệu. Đó. Và
Ở địa phương chúng tôi hay dùng để trị cái trứng mà bí tiểu nè, trị trứng đi tiểu ra máu nè. Đấy, và thanh nhiệt cơ thể chúng tôi dùng cái cây mã đề này kết hợp với lại rễ cỏ chanh sắc uống. Thì ở trên tôi thì không có liều lượng. Đấy, chúng tôi hay dùng một nắm cái mã đề này kết hợp với lại một nắm rễ cỏ chanh đun sôi để nguội và dùng dần như kiểu là dùng để uống trà đấy. Thay trà hàng ngày nó cũng rất là tốt này. Đấy và một số những cái trường hợp có thể sử dụng cây cây mã đề này như kiểu là bị tiêu chảy mãn tính này, thì chúng ta lấy cái hạt này, đây hiện tại bây giờ thì nó chưa có hạt này các bạn này, để chúng ta lấy hạt mã đề 8 g kết hợp với lại rau má này, kết hợp với lại cam thảo dây, đấy, mỗi vị 12 g và mỗi ngày sắc uống một thang, nó có thể điều trị cái chứng tiêu chảy mãn tính nha các bạn nhé. Đấy, và ngoài ra thì cây này còn có thể chữa ho này, tiêu đờm này. Đấy, các bạn lấy 10 g cái cây mã đề này kết hợp với lại cắt cánh 2 g cam thảo 2 g mỗi ngày các bạn sắc uống một thang. Đấy, và ngoài ra thì cây này có thể trị chứng viêm phế quản nha các bạn. Đấy, các bạn dùng khoảng từ 6 đến 12 g hạt mã đề sắc uống nhiều lần trong ngày, và có thể kết hợp với lại cái thân thân và lá rễ cây mã đề cũng được. Nói chung là toàn thân chúng ta có thể dùng để điều trị cái chứng mà điều trị viêm phế quản nha các bạn. Và ngoài ra những cái trường hợp mà bị chảy máu cam đấy các bạn, thì chúng ta cũng có thể là lấy cái rau mã đề này, chúng ta lấy rau mã đề tươi mang ra rửa sạch và giã nát, tẩm vào ít nước, vắt lấy cái nước cốt đấy. Những cái trường hợp mà bị chảy máu cam thì chúng ta để cho nằm yên trên giường và để gối cao đầu lên. Đấy, chúng ta lấy cái bã của cái cây mã đề này đắp lên trên trán. Đấy, và chúng ta lấy cái nước chúng ta tẩm bông, lấy bông tẩm nước hoàn cho vào, nhét vào chỗ lỗ mũi ấy, thì nó cũng trị máu cam rất là tốt nha các bạn. Đấy, và ngoài ra thì cây này còn trị cái chứng mà chốc lở ở trẻ em đấy. Các bạn lấy một nắm rau mã đề tươi này mang rửa sạch và thái nhỏ, nó cùng khoảng 100 g đến 150 g giò nhé các bạn. Các bạn và ăn vài ngày thì trẻ sẽ khỏi những cái trường hợp mà bị chốc lở ở trẻ em ấy. Và cái cây mã đề này có thể trị cái chứng mà sốt xuất huyết. Đấy, các bạn lấy khoảng 50 g mã đề tươi kết hợp với lại 30 g củ sắn dây, và các bạn để khoảng 1.000 ml nước sắc đến khi còn một nửa, tức là còn khoảng 500 ml đấy. Thì các bạn chia ra 2 lần uống trong ngày. Đấy, các bạn uống khoảng từ 3 đến 5 ngày. Đấy, các bạn uống từ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ cái chứng sốt xuất huyết nó sẽ thuyên giảm dần. Đấy. Và ngoài ra thì cây mã đề còn có tác dụng là chữa bệnh sẩy dẫn đến cái tiêu chảy ở trẻ em nhé các bạn. Đấy, những cái trường hợp mà bị sởi dẫn đến tiêu chảy ở trẻ em thì chúng ta dùng cái hạt mã đề này. Đây, các bạn dùng hạt mã đề các bạn sao qua rồi sắc uống. Đấy. Và ngoài ra thì nó còn điều trị cái chứng mà phù thủng nhá. Các bạn lấy khoảng 30 g mã đề tươi kết hợp với lại 15 g đại phúc bì, 20 g phục linh bì. Đấy, các bạn kết hợp với lại khoảng 20 g cái vỏ bí xanh nhé các bạn. Cái vỏ bí xanh của các bạn ấy thì bạn sắc uống trong ngày thì nó cũng có thể là chữa tiêu phù đi. Đấy, các bạn cứ làm như vậy đến khi nào mà hết phù thì thôi nhá các bạn. Và ngoài ra thì nó còn điều trị cao huyết áp. Đấy, các bạn lấy khoảng 30 g mã đề tươi này kết hợp với lại 20 g hạ khô thảo. Hạ khô thảo thì hôm nào tôi sẽ có clip tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái cây hạ khô thảo. Đấy, kết hợp với lại ích mẫu. Đấy, cái cây ích mẫu đấy thì khoảng 12 g, tất cả ba loại các bạn sắc uống. Đấy thì nó có thể điều trị cái chứng cao huyết áp nha các bạn. Đấy, ngoài ra thì cây này còn điều trị cái chứng đau mắt đỏ nha các bạn. Những cái trường hợp mà chúng ta bị đau mắt đỏ ấy, thì các bạn lấy khoảng 15 g mã đề tươi này kết hợp với lại 15 g kinh giới.
và khoảng 20g lá dâu. Lá dâu hôm trước tôi đã có clip tôi giới thiệu rồi đấy. Thì ba loại này các bạn là sắc uống 3 lần trong một ngày và uống liên tục từ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ khỏi cái chứng đau mắt đỏ nha các bạn. Các bạn, tôi nói thêm này, các bạn có thể kết hợp với lại rau diếp cá nhé, để mà trị chứng đau mắt đỏ nó rất là tốt, rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cái trường hợp mà những cái bộ phận sinh dụng của nói chung là của đàn ông, phụ nữ mà bị ngứa đấy, tức là bị ngứa cái bộ phận sinh dụng ấy, thì chúng ta lấy cái một nắm cái má đề to này này, đấy cái cây má đề này này, rồi chúng ta lấy nước để ngâm và rửa thường xuyên thì nó cũng sẽ khỏi. Đấy, đấy là tôi giới thiệu cái công dụng của cái cây mã đề này. Đây, chúng tôi ở nhà chúng tôi thì bao giờ cũng có cái cây mã đề này, nó không thể thiếu được ở ở trên chúng tôi. Đấy, đấy là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến tất cả các bạn cùng tham khảo. Hy vọng đó là những cái thông tin hữu ích tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. À, nếu mà các bạn thấy cái clip này hay ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để nhận được những cái clip mỗi ngày. Và tôi hy vọng là các bạn hãy ủng hộ tôi, hãy góp ý chân thành cho tôi bằng cách để lại những dòng bình luận ở phía dưới. Chắc chắn là những cái mà tôi nói thì nó còn thiếu rất là nhiều. Cho nên là tôi muốn các bạn, những cái anh chị nào mà biết về những cây thuốc này, biết về cây mã đề rồi, tác dụng của cây này, ngoài những cái công dụng mà tôi vừa nói, nó còn điều trị được những cái bệnh gì, thì tôi muốn tất cả các bạn, những ai biết hãy để lại cho tôi một số những cái dòng bình luận để tôi biết được nhiều hơn về công dụng của cây này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.